Cập nhật những diễn biến mới nhất về chiến tranh Nga Ukraine ngày 10 tháng 11. Máy bay không người lái của Nga tấn công nơi ở của đại sứ nước NATO ở thủ đô Kiev. Phái đoàn Nga và Ukraine gặp nhau tại Belarus. Ukraine công bố chi tiết về các cuộc đụng độ với binh sĩ Triều Tiên ở Kursk. Chỉ huy Nga mắc sai lầm cuộc tấn công của Nga biến thành cuộc tắm máu kinh hoàng. Ukraine bắn hạ trực thăng chiến đấu Ka-52 Alligator của Nga, toàn bộ kiếp lái thiệt mạng. Tỷ phú Elon Musk tiết lộ tin vui về xung đột Ukraine. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Trong cuộc pháo kích vào ngày 7 tháng 11, một máy bay không người lái của Nga đã bắn trúng tòa nhà chung cư ở Kiev, nơi đại sứ Estonia sinh sống. Ngoại trưởng Estonia Margus Stasna tuyên bố đại sứ Anneli Kork không bị thương. Không ai được an toàn ở Ukraine cho đến khi Nga ngừng hành động xâm lược. Ukraine cần tăng cường phòng không để bảo vệ người dân. Chúng ta không nên quen với điều này, bà Margus Stasna nói. Đêm ngày 7 sáng ngày 8 tháng 11, Nga đã tấn công Kiev bằng hàng chục UAV tự sát. Một cảnh báo không kích đã được ban bố tại thủ đô vào lúc 1 giờ 17 phút sáng. Sau đó, hệ thống phòng không được báo cáo là đang hoạt động. Các mảnh vỡ của máy bay không người lái bị bắn hạ, rơi ở các quận Holosevsky, Slomiaksky, Bejewski, Obolensky và Bodensky. Tại quận Holosevsky, một máy bay không người lái đã làm hư hại các căn hộ trong một tòa nhà dân cư. Gần đó thì một trạm dịch vụ trên địa bàn của một hợp tác xã gara ô tô đã bốc cháy. Tại quận Burchesk, một máy bay không người lái đã gây ra hỏa hoạn tại một nhà hàng trên tầng 33 của một tòa nhà chung cư cao tầng. Tòa nhà cũng đã bị phá hủy một phần các kết cấu ở tầng 31 có khói dày đặc. Cơ quan quản lý quân sự thành phố Kiev sau đó đã báo cáo rằng, sau vụ hỏa hoạn ở tầng 33, một số phần của tòa nhà ở kỹ thuật tầng 34 đã bị phá hủy, một phần trên diện tích 50m2. Đại sứ Anneli Koch, cư trú tại tòa nhà này. Phái đoàn Nga và Ukraine gặp nhau tại Belarus Các phái đoàn từ Moscow và Kiev đã gặp nhau tại Belarus để trao đổi thi thể của những người đã hy sinh và thảo luận về các vấn đề nhân đạo. Ủy viên nhận quyền Nga Tayana Moskankova tiết lộ. Lần gần nhất, Moskankova gặp người đồng cấp Ukraine Dmitry Lubinev và là vào tháng 1 năm 2023. Moskankova cho biết trong một tuyên bố đăng trên Telegram rằng, chúng tôi đã trao đổi danh sách những người được thăm viếng theo sự đồng thuận chung và thư từ các tù nhân gửi cho người thân của họ, đồng thời thảo luận thêm về hợp tác nhân đạo trong việc cung cấp hỗ trợ cho dân thường, bao gồm việc xác định địa điểm và đoàn tụ gia đình, cũng như các chuyến thăm lẫn nhau tới các tù nhân. Một cuộc đoàn tụ gia đình đã diễn ra. Anna Kondratyevna, một cư dân 91 tuổi tại vùng Cheskasy, đã được đưa đến Belarus để bà có thể được chuyển đến Nga và được gia đình bà ở đó chăm sóc. Con trai của bà ấy nhờ chúng tôi giúp đưa mẹ của mình đến Nga, nơi anh ấy có thể chăm sóc bà. Moskankova cho biết lưu ý rằng phía Ukraine đã đồng ý, nhưng tình hình trở nên phức tạp do Kondratyevna không thể tự di chuyển. Cuộc họp ở Belarus cũng đã trao đổi hài cốt của những người lính đã hy sinh. Nga đã nhận được 37 thi thể, trong khi trao trả cho Ukraine 563 thi thể. Trong số những hài cốt được trao trả cho Ukraine, có thi thể của 62 tù binh chiến tranh đã thiệt mạng vào tháng 1 năm nay. Khi một máy bay vận tải IL-76 của Nga bị bắn hạ trên vùng Bangorod bởi tên lửa Patriot do Mỹ cung cấp cho Ukraine. Nhiều hãng truyền thông Nga cho biết những con số trên lệch này phản ánh tỷ lệ thương vong thực sự trên chiến trường. Muskancova đã thông báo về một cuộc họp đang chờ xử lý với Lubinas vào giữa tháng 10, nhưng không tiết lộ thời gian và địa điểm. Vào thời điểm đó bà cho biết các cuộc đàm phán sẽ giải quyết tình trạng giam giữ tù nhân, cáo buộc tra tấn và số phận của những người dân thường bị Ukraine cưỡng bức di dời ở vùng Kursk của Nga. Ukraine công bố chi tiết về các cuộc đụng độ với binh sĩ Triều Tiên ở Kursk một quan chức Ukraine đã cung cấp thêm thông tin chi tiết về cuộc đụng độ đầu tiên giữa quân đội của họ và Triều Tiên ở vùng Kursk của Nga. Trước đó, trong hôm đầu tuần này, thì ông Andrei Kovalenko, người đứng đầu của Trung tâm Chống thông tin sai lệch của Ukraine, cho biết quân đội Triều Tiên đầu tiên đã bị tấn công ở Kursk. Điều này sau đó đã được Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rostom Umerov xác nhận và gọi đây là một cuộc đụng độ nhỏ. Ông Rostom nói rằng cuộc đụng độ là tín hiệu dứt khoát rằng Triều Tiên đã tham gia vào cuộc xung đột. Trong bài phát biểu gửi tới hãng tin Business Insider, ông Kovalenko đã cung cấp thêm chi tiết về vụ đồng độ. Đó là một cuộc giao tranh thông thường ở khu vực Kursk, ông nói, và mô tả cách thức mà lực lượng Ukraine tiến hành trinh sát, xác định vị trí của kẻ thù và tiến hành các cuộc tấn công. Ông nói rõ rằng lực lượng Ukraine biết rằng quân đội Triều Tiên mặc đồng phục Nga đã được phân bổ tới nhiều đơn vị quân đội khác nhau của Nga trong khu vực để huấn luyện trong điều kiện chiến đấu thực tế một cuộc tấn công bằng pháo binh đã được tiến hành nhằm vào vị trí của quân nhân Nga và Triều Tiên. Ông nói, Kovalenko nói thêm rằng đây không phải là cuộc đụng độ duy nhất, thêm rằng các cuộc đụng độ thường nhật vẫn xảy ra trong các khu vực xung quanh Sosna, một thị trấn mà Ukraine nắm giữ. Tất nhiên, việc pháo kích vào các cứ điểm này diễn ra hàng ngày, ông nói. Hôm ngày 7 tháng 11, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky nói rằng binh lính Triều Tiên mà Ukraine cho biết con số đã lên đến 11.000 người đã chịu thương vong ở Kursk theo ông kovalenko lính triều tiên đang được huấn luyện vài tuần trước khi được đưa lên các vị trí chiến đấu trực tiếp ông cho biết họ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đòi hỏi phải có thêm nguồn lực từ lực lượng của chúng tôi ông cũng nói rằng một số binh sĩ triều tiên đã được đào tạo cách sử dụng máy bay không người lái trinh sát và tấn công những kỹ năng có thể gây rủi ro cho hàn quốc trong tương lai ông nói khi quay trở lại triều tiên họ có thể sử dụng bí quyết máy bay không người lái mới của mình cho các hoạt động khủng bố trong tương lai ở khu vực biên giới với hàn quốc trong những tuần gần đây, tin báo Ukraine đã chia sẻ thông tin chi tiết về các thiết bị quân sự mà họ cho biết Nga đã cung cấp cho Triều Tiên, bao gồm súng cối, súng trường, súng máy và tên lửa chống tăng. Các chuyên gia về Triều Tiên nói rằng quan hệ đối tác quân sự giữa Moscow và Bình Nhưỡng là đôi bên cùng có lợi, nhưng ở mức độ thực tế, họ cũng nói về những khó khăn về mặt hậu cần khi kết hợp hai quân đội. Chỉ huy Nga mắc sai lầm, cuộc tấn công của Nga biến thành cuộc tắm máu kinh hoàng. Ngày 2 tháng 11, quân đội Nga đã cố gắng tấn công các vị trí của Ukraine gần Bilogorovka ở vùng Luhansk. Quân chiếm đóng đã tấn công mà không có hỏa lực hỗ trợ thích hợp. Trong trận chiến, họ bị tổn thất đáng kể về nhân sự và trang thiết bị. Trong khi các chỉ huy chiến trường báo cáo về những thành công được cho là đã đạt được sau trận chiến, thì các binh sĩ Nga lại tỏ ra phẫn nộ trước sự dối trá của bộ chỉ huy và sự thất bại của các đơn vị Nga. Điều này đã được nêu bật trong tài liệu mới của viện nghiên cứu Chiến tranh Mỹ ISW. Theo báo cáo của các nhà tuyên truyền Nga, chỉ huy của lữ đoàn súng trường cơ giới 123 thuộc quân đoàn 2 cũ LBR đã ra lệnh cho các tiểu đoàn súng trường cơ giới số 1, 2 và 3 và tiểu đoàn xe tăng 4 của lữ đoàn tiến hành tấn công trực diện đồng thời vào các vị trí của Ukraine vào ngày 2 tháng 11. Nhưng những người lính Nga không được hỗ trợ hỏa lực đầy đủ. Theo các quân nhân Nga thì cuộc tấn công đã không thành công và dẫn đến tổn thất đáng kể về người, xe tăng và phương tiện chiến đấu bộ binh. Cuộc tấn công này đã gây ra một làn sóng chỉ trích khác từ các chỉ huy quân sự Nga, không chỉ về những quyết định sai lầm của các chỉ huy trên thực địa, mà còn về việc họ chuyển tới ban lãnh đạo cao nhất những báo cáo xuyên tạc theo hướng tốt nhất cho người Nga, cố tình phóng đại bước tiến của quân Nga. Theo các nhà tuyên truyền, thì các chỉ huy chiến trường của quân đội Putin đã nói dối chỉ huy cấp cao để được thăng chức, hy sinh mạng sống của những người lính Nga và trang thiết bị quân sự cho mục đích này. Vì vậy, sau những báo cáo tương tự vào cuối tháng 10, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đã thông báo về việc quân đội Nga được cho là đã chiếm giữ Serebrenska, phía tây của Belogorivka, điều mà các quân nhân Nga đã nói là không có. Belogorivka là một điểm đặc biệt nhức nhối đối với cộng đồng theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan ở Nga vì các lực lượng Nga đã tham gia vào các cuộc tấn công nhằm chiếm các khu định cư ít nhất kể từ tháng 5 năm 2022. Bộ Chỉ huy quân sự Nga đã phát động một cuộc vượt sông thảm khốc để lực lượng Nga chiếm Bilogorovka vào tháng 5 năm 2022. Cuộc vượt sông thất bại kết quả là Nga đã mất một lượng xe bọc thép đáng kể và trên 200 lính Nga thiệt mạng. Ukraine đã bắn hạ trực thăng chiến đấu Ka-52 Alligator của Nga, toàn bộ kiếp lái thiệt mạng. Nga có thể đã mất một chiếc trực thăng tấn công Ka-52 Alligator khác, một thành viên phi hành đoàn được cho là không thể sống sót. Nguồn tin Nga liên quan đến hàng không quân sự Nga đã báo cáo về vụ mất Ka-52, chỉ huy máy bay đã chết. Tài khoản X ủng hộ Ukraine, Spasial Cat. kênh Telegram của Nga đưa tin rằng vào tối ngày 7 tháng 11. Nga đã mất một trực thăng tấn công KA-52. Người ta lưu ý rằng chỉ huy của trực thăng không thể thoát ra, trong khi người điều khiển hỏa lực kịp nhảy ra ngoài nhưng chưa rõ số phận. Hiện vẫn chưa rõ chiếc KA-52 bị phá hủy ở đâu và trong hoàn cảnh nào. KA-52 Alligator là trực thăng có khả năng cơ động cao, được thiết kế cho nhiều vai trò chiến đấu, bao gồm tấn công nhân sự, phá hủy cả mục tiêu mặt đất có và không có bọc thép, xe tăng và tấn công các mục tiêu trên không tốc độ thấp. Trong suốt cuộc chiến, lực lượng phòng vệ Ukraine đã phá hủy hoặc làm hư hại một số lượng lớn trực thăng KA-52 của Nga. Tỷ phú Elon Musk tiết lộ tin vui về xung đột Ukraine Doanh nhân nổi tiếng người Mỹ Elon Musk cho rằng xung đột đổ máu ở Ukraine sẽ sớm kết thúc. Trên mạng xã hội X, Elon Musk đã bình luận về các báo cáo của phương tiện truyền thông về kế hoạch giải quyết xung đột ở Ukraine của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Cuộc chiến chốc vô nghĩa ở Ukraine sẽ sớm kết thúc, thời gian đã hết đối với những kẻ đầu cơ hiếu chiến, Musk viết. Cộng thông tin Axios trước đó đưa tin rằng Musk đã tham gia cuộc điện đàm giữa ông Trump và Tổng thống Vladimir Zelensky. Trước đó, thì tạp chí phố Wall Street Journal đã đưa tin ông Trump và nhóm của ông đã vạch ra một kế hoạch để giải quyết xung đột ở Ukraine bằng cách thiết lập một khu phi quân sự dài 1.300 km dọc theo mặt trận hiện tại. Tuy nhiên, Mỹ sẽ không gửi lực lượng gìn giữ hòa bình đến khu vực này. Theo đề xuất trên, thì Ukraine sẽ có nghĩa vụ phải kiềm chế việc tìm kiếm tư cách thành viên NATO trong ít nhất 20 năm. Đối lại, thì Washington sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev để ngăn chặn nguy cơ xung đột tái diễn người phát ngôn của điện kremlin dmitry baskov cho rằng thông tin trên tạp chí phố qua là trừu tượng